Với vai trò đại sứ của cơ quan hành động bom mìn Liên Hợp Quốc UNMAS, diễn viên chính của phim Điệp viên 007 James Bond Daniel Craig đã vừa tới Cộng hòa Sip để tham gia công việc giả phá bom mìn. Nam diễn viên Daniel Craig đã có 2 ngày tham quan và làm quen với các lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Sip. Điệp viên 007 hào hoa, phong độ trên màn ảnh, đã tới một bãi mìn vẫn còn chưa được giả phá hoàn toàn và đang được kiểm soát bởi UNMAS. Tại đây, Craig đã được nghe Trung úy Suvanara Liang, người chỉ huy 20 nhóm đến từ Campuchia thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình, thông báo về các hoạt động giả phá bom mìn. Nam diễn viên đã trực tiếp chứng kiến sự khó khăn và nguy hiểm của công việc giả phá bom mìn của những người lính ở đây. Đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến và thực hiện công việc giả phá bom mìn. Và khi bạn nghe thấy những tiếng nổ, bạn thực sự hiểu rằng không chỉ là nó đã gây thiệt hại như thế nào, mà đó quan trọng hơn là nó sẽ tấn công con người ở bất kỳ nơi nào gần những quả bom mìn này. Đây là hoạt động đầu tiên của nam diễn viên 47 tuổi sau khi được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm là đại sứ của UNMAS hồi tháng 4. Trong hơn 10 năm qua, lực lượng giả phá bom mìn của Liên Hợp Quốc đã gỡ bỏ hơn 27.000 quả mìn tại các vùng đệm ở Sip và vẫn còn nhiều quả chưa được tháo gỡ. Cộng hòa Sip là một quốc đảo Âu Á nằm ở phía đông Địa Trung Hải, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía tây Syria và Liban.